El Clasico đã đến, trận đấu mà chúng ta mong đợi nhất La Liga. Thậm chí với phần lớn người hâm mộ, việc chứng kiến Barca đem về liên tục những cái tên lớn trong hè vừa qua cũng là vì trận đấu này, để làm cho nó có thể trở lại giống với ý nghĩa siêu kinh điển của mình. Real Madrid vừa trải qua 90 phút vô cùng sóng gió trước Shakhtar Donetsk. Đại diện đến từ Ukraine dẫn trước Real Madrid dường như là hầu hết thời gian thi đấu trước khi Antonio Rüdiger có pha lao vào đánh đầu dũng mãnh, mang về trận hòa cũng như tấm vé vào vòng 1/8 Champions League cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Điều này giúp cho thầy trò Carlo Ancelotti có thể thoải mái hơn và tập trung toàn lực cho những đấu trường khác. Real Madrid rõ ràng là một trong những câu lạc bộ bóng đá mạnh và ổn định nhất hiện tại khi họ luôn có kết quả thi đấu tốt ở mọi mặt trận. Trải qua 8 vòng đấu ở La Liga, Real Madrid có cho mình 22 điểm, ghi được 19 bàn. Thành tích này chỉ kém hơn một chút so với đại kình địch của mình khi Barcelona cũng có cho mình 22 điểm. Và cũng chỉ để thủng lưới một bàn. Dù không tạo ra sự áp đảo mà Barca đang thể hiện tại La Liga, nhưng quan trọng là Real vẫn biết cách chiến thắng trong phần lớn trận cầu của họ. Hàng công của Real Madrid hiện tại không quá thăng hoa, và những người bùng nổ nhất trong giai đoạn này là Vinicius Junior và Federico Valverde. Sao Mai người Brazil đang cho thấy mình ngày càng một trưởng thành hơn qua từng trận đấu. Anh đã đóng góp 7 bàn thắng trong 13 trận trên mọi mặt trận cho đội chủ sân Bernabeu. Còn với Valverde, đang ngày càng trở thành một trong những lựa chọn của huấn luyện viên Ancelotti. Chính nhà cầm quân này cũng chia sẻ: Valverde là mẫu tiền vệ hiện đại, cậu ấy chơi được mọi vị trí ở trên sân. Khả năng dứt điểm lẫn tạo ra cơ hội của cầu thủ này đang giúp Real Madrid thực sự hưởng lợi. Đồng thời, nền tảng thể lực ấn tượng chính là thứ giúp Valverde luôn cho thấy hiệu suất đáng nể ở trên sân. Giống với Real Madrid, Barca cũng có một điểm trước Inter Milan, nhưng không khác gì thất bại vì họ gần như chắc chắn bị loại từ vòng bảng Champions League mùa thứ hai liên tiếp. Một trận đấu mà sau đó Xavi thừa nhận Barca mắc quá nhiều sai sót trong phòng ngự, trong hiệp 2 và phải trả giá đắt. Và đây cũng trở thành mối lo lắng hàng đầu của họ vào lúc này, rằng Barcelona sẽ phòng ngự thế nào trước Real Madrid. Cho dù tại La Liga, Barcelona rõ ràng là đội bóng thi đấu tốt hơn so với đại kình địch Real Madrid. Chất lượng phòng ngự của họ cũng đầy kinh ngạc khi mới thủng lưới có một bàn. Nhưng thành tích đó phần lớn được tạo dựng khi họ vẫn còn bộ khung trung vệ uy tín của mình với những Koundé, Araujo và Garcia. Ở hiện tại trước trận siêu kinh điển này, thứ giúp Barca có thể tự tin hơn một phần chính là việc Koundé có thể trở lại. Xavi bất kể làm gì vẫn sẽ phải để Piqué ở ngoài băng ghế dự bị. Còn hơn là chứng kiến chất lượng phòng ngự tồi tệ từ người đàn em của mình. Niềm tin của Barcelona trước trận đại chiến này chắc chắn sẽ được đặt vào Lewandowski. 14 bàn sau 12 trận đấu trên mọi đấu trường, một thông số vô cùng ấn tượng của tiền đạo người Ba Lan. Nhưng khi chứng kiến sự tiếc nuối và mệt mỏi của Levy tại Champions League, nhiều người tin rằng anh đáng lẽ phải có nhiều hơn cùng Barca với sự cố gắng của mình. Và sắp tới đây, để có thể xoa dịu phần nào điều đó, chính Levy sẽ được mong chờ để tỏa sáng tại El Clasico, một phần là để chứng minh rằng Barcelona hiện tại là câu lạc bộ cạnh tranh được với Real Madrid, và phần nữa là để chứng tỏ mình là một cầu thủ đẳng cấp và quả bóng vàng, có thể tỏa sáng bất kỳ một trận cầu lớn bé nào. Trong khi El Clasico là trận cầu tuyệt vời nhất mà một cầu thủ có thể góp mặt rồi. Hãy cùng đến với đội hình dự kiến của hai câu lạc bộ này trong trận đấu diễn ra tại Bernabeu. 4-3-3 vẫn là sơ đồ quen thuộc của Carlo Ancelotti trong nhiều mùa giải gần đây của Real Madrid. Courtois vẫn chưa kịp trở lại nên André Rounin sẽ có trận El Clasico chính thức đầu tiên của mình trong sự nghiệp. Bộ tứ trụ nhiều khả năng sẽ là Daniel Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy. Phía trên bộ ba tiền vệ Luka Modric, Aurier Tchouameni, Toni Kroos sẽ hỗ trợ cho tam tấu Federico Valverde, Vinicius Junior và Karim Benzema ghi bàn. Phía đội khách vẫn là sơ đồ 4-3-3 yêu thích của Xavi với những cái tên bao gồm Marc-André Ter Stegen ở khung gỗ, bốn hậu vệ nhiều khả năng sẽ là Sergi Roberto, Jun Koundé, Eric Garcia, Jordi Alba, Pedri, Gavi và Sergio Busquets vẫn là ba cái tên quen thuộc nơi tuyến giữa của Xavi, hỗ trợ cho mũi đình bà Rafinha, Ousmane Dembele, Robert Lewandowski trên hàng tấn công. Được thi đấu trên thánh địa Bernabeu rõ ràng là một lợi thế của Real Madrid. Đội bóng hoàng gia cũng là đội vượt trội về số trận thắng hơn khi trong 5 trận đối đầu gần nhất, họ đã mang về tới 4 chiến thắng và chỉ để thua đúng một trận tại El Clasico. Tuy nhiên, trận thua ấy lại xuất phát từ chính huấn luyện viên hiện tại của Barcelona là Xavi. Chắc chắn cá nhân Carlo Ancelotti hay tập thể Real Madrid cần phải cẩn trọng hơn nếu như không muốn lặp lại trận thua tương tự nữa. Cặp đôi trung vệ của Real Madrid chắc chắn cần kiểm tỏa thành công chân sút chủ lực Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan đang có phong độ rất cao tại thời điểm này. Vì vậy, nếu để anh có cơ hội ra sân,
cộng thêm với việc mất Courtois không gỗ thì đó là điểm cần đề phòng nhất của câu lạc bộ Thành Madrid. Sự tiếp sức kịp thời của Jules Koundé cho trận El Clasico này rõ ràng là điều vô cùng may mắn cho Barcelona. Họ đang trải qua chuỗi ngày kinh hoàng khi vắng mặt hầu hết các trụ cột nơi tuyến trung vệ và buộc phải tin vào một lão tướng hết thời như Piqué. Sự chắc chắn kể từ đầu mùa sẽ được thiết lập sẽ là trận đấu rất khó của Vinicius hay Benzema nếu muốn ghi bàn vào mảnh lưới của Ter Stegen. Theo Juan Venhit, một cây viết về tin tức Barca, tình hình của Xavi hiện tại là rất căng thẳng. Chủ tịch Laporta rất tức giận đối với Xavi trong trận hòa 3 đều với Inter Milan vừa qua. Nếu Barca tiếp tục thất bại trước Real ở siêu kinh điển cuối tuần này, họ thực sự sẽ rơi vào khủng hoảng. Đồng thời, cuộc đối đầu nơi trung tuyến cũng là thứ đáng chờ đợi về trận đấu này khi sức trẻ của Real Madrid sẽ đối đầu với sức trẻ của Barcelona. Tất nhiên, trong một trận đấu như El Clasico, các huấn luyện viên vẫn ưu tiên lựa chọn những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm hơn. Nhưng ở giai đoạn cuối trận thì những Pedri, Gavi hay Tchouameni, Camavinga có thể là một trong những vị trí định đoạt trận đấu này. El Clasico lần này cũng là nơi đón chờ của hàng loạt cái tên mới, bạn có thể dễ dàng liệt kê họ. Đó chính là Lewandowski, người cũng sẽ đối đầu với Rudiger. Cả hai là cầu thủ chủ chốt của hai câu lạc bộ và màn trình diễn của họ sẽ quyết định tới phần lớn kết quả trận đấu này. Jules Koundé nếu ra sân cũng sẽ có trận El Clasico đầu tiên của mình. Anh từng chia sẻ rằng một trong những lý do đến đây là để có thể tận hưởng cảm giác hùng vĩ của trận đấu này. Nhưng không ngờ rằng giờ chính các culé vẫn đang mong về việc liệu anh có đủ thể lực để tham gia trận đấu này không và giải cứu họ khỏi ác mộng tương tự ở trận gặp Inter vừa rồi. Rafinha cũng đã từng ghi một bàn thắng vào lưới Real Madrid ở trận đấu tiền mùa giải và điều đó sẽ được các culé hy vọng được tái hiện. Trong trận đấu vừa qua, anh đang ngày càng chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình trên hàng công đội bóng xứ Catalan. Rafinha cũng cho biết rằng ở La Liga, Barca vẫn tự tin trước Real Madrid bởi mục tiêu chiến thắng trong từng trận đấu là điều cả hai đội bóng này đều phải hướng tới. Chưa kể họ đang tạo ra nhịp độ tốt tại đây, nghe khá đáng buồn nhưng cũng là một sự tự tin cần thiết vào lúc này. Tchouameni cũng là cái tên sẽ có trận El Clasico đầu tiên vào cuối tuần này. Tiền vệ người Pháp đang ngày càng chứng minh giá trị của những đồng tiền Real bỏ ra là đúng đắn. Nhưng anh sẽ cần phải làm tốt hơn những gì từng làm trước những cầu thủ cây nhà lá vườn hay chi phí thấp mà Barca bỏ ra như Gavi và Pedri. Ngoài ra, những Frank Kessié, Alonso, Alejandro Balde bên phía Barca hay Lunin Vallejo bên phía Real Madrid cũng có thể có cơ hội trải nghiệm El Clasico đầu tiên của họ. Sẽ là một trận cầu đáng mong đợi trong một buổi tối chủ nhật bóng đá đầy hấp dẫn. Real Madrid gặp Barcelona, nó đơn giản không chỉ là vấn đề thắng thua, điểm số nữa mà còn là câu chuyện của danh dự, của niềm tự hào, của những duyên nợ chất chồng giữa Barca và đối thủ truyền kiếp của họ suốt chiều dài lịch sử. Dù thất vọng cỡ nào sau trận hòa Inter Milan, chắc chắn các học trò của Xavi sẽ bỏ lại nỗi buồn ở sau lưng và bước vào trận kinh điển với khát khao, nỗ lực và quyết tâm chiến thắng cao nhất. Với Real Madrid, thất bại mối mặt 0-4 trước Barcelona vẫn còn được ghi nhớ, cơ hội tuyệt vời để Carlo Ancelotti có thể đường đường chính chính đánh bại Xavi. Tháng 10 này, bộ truyện tranh được chờ đón nhất. Bí ẩn Ozone. Thế giới của phép thuật. Và những câu chuyện kỳ bí. Tháng 10 năm 2022. Đón chờ nhé.